Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Năm mới xin kính chúc toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc thật nhiều sức khỏe. Chúc các bác cùng gia quyến có một mùa xuân thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thế giới đài hôm nay sẽ tiếp tục đưa các sản phẩm lên kênh để phục vụ cho các bác. Thì hôm qua em có đưa một sản phẩm đó là Natilna F3. Và tiếp tục hôm nay sẽ là một sản phẩm của dòng Natilna. Đó là Nationa 5100. Nationa thì trong năm 2022 thì em đã bán rất là nhiều. Và sản phẩm dòng Nationa thì có thể nói là được rất nhiều bác ủng hộ sản phẩm. Và trong 7 ngày tính từ ngày hôm qua liên tục em sẽ bán ra thị trường cho các bác với các mức giá không lợi nhuận để phục vụ các bác yêu mến đài trên toàn quốc. Và trong năm 2023 này thì cách thức bán hàng em cũng xin được nhắc lại để cho các bác cùng biết. Bên em vẫn ship code toàn quốc đối với sản phẩm dưới 5 triệu. Các bác mua hàng hoàn toàn không phải cọc tiền. Các bác chỉ cần ưng sản phẩm, xem kỹ video, bên em sẽ ship hàng đến tận tay các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra tất cả các tính năng của chiếc đài, sau đó mới phải thanh toán tiền. Hàng bán ra thì được bảo hành 3 tháng sử dụng. Vì thế nên là các bác hoàn toàn yên tâm cũng như là tin tưởng để mua sản phẩm. Trước mắt các bác đây là một cái đài Nationa. Hàng này là hàng đấu Nhật. Vì thế nên hình thức của nó còn rất đẹp. Xong khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì gần như các bác tìm mua sản phẩm là tìm mua bằng các sản phẩm nó có giá trị thực sự chứ không hề ham rẻ. Và sản phẩm ngày hôm nay em đưa lên kênh với mức giá là 3 triệu 800 ngàn đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác mua thì được tặng một cuốn băng để test đài, tặng một dây line in, tặng nguồn ngoài 12V hoặc là dây nguồn, và dây nguồn bên em là dây nguồn zin đi theo đài, dây nguồn xịn luôn chứ không có bán dây nguồn vớ vẩn. Đây là hình thức của chiếc đài. Các bác có thể xem nhiều kênh thì biết cái nhựa này này, nếu là hàng mà là hàng bãi hoặc là hàng bờ thì cái nhựa của nó không bao giờ có màu này, nhựa của nó bao giờ nó có màu vàng đấy. Nhưng riêng đài của Thế Giới Đài bán ra thì cũng tuyển lựa rất là kỹ, vì thế nên hình thức của những chiếc đài cũng rất là đẹp. Ví dụ các bác có thể nhìn thấy đây nhá, cả đường viền nước mạ này cực kỳ là sáng bóng. Chiếc đài này thì thông tin em tra là được sản xuất vào năm 1981-82. Và đài bên em bán ra thì cam kết là zin. Các bác về có thể tháo đài ra kiểm tra thoải mái. Nếu như không zin thì bên em hoàn tiền cho các bác. Đài thì đã được thay dây cu loa, bảo dưỡng phần cơ và thay cả bánh tì để cho chạy chuẩn. Bởi vì những cái dịch vụ sửa đài cassette thì bây giờ gần như là rất là khó tìm. Vì thế nên là em thường làm rất cẩn thận trước khi chuyển giao đến các bác mua hàng. Đây là hình thức của chiếc đài. Đấy. Sau khi em quay hình thức xong thì em sẽ test một đoạn ngắn để các bác nghe chất âm của nó nhé. Đấy, đài rất đẹp. Giá công khai 3 triệu 800 ngàn đồng, chưa bao gồm phí ship. Bây giờ em sẽ chuyển sang test tính năng của chiếc đài cho các bác. Em xin test phần radio trước. Các bác muốn nghe được radio thì các bác gạt cái nút này. Chủ nhật là họ hỗ trợ, là nói chung là
Tôi đến bây giờ mà nói thì tổng số vương hoặc cái mẫu đấy là do bốn cái cơ quan kia người ta đã có cái mẫu rồi, mà do là thân nhân liệt sĩ mình cảm thấy là tiện gửi đến cái nơi nào nhất trong một trong số bốn cái nơi đó thì người ta sẽ cấp cho mình cái mẫu. Đấy là vâng, đấy là bốn cơ quan thứ nào? Nhất là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nguyên quán của liệt sĩ, ví dụ chú liệt sĩ là nguyên quán ở Lào Cai thì mình sẽ gửi, gia đình sẽ gửi, nếu như mà thân nhân đang cư trú ở Lào Cai thì mình gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Đấy là cơ quan thứ nhất. Cơ quan thứ hai là cơ quan đơn vị của liệt sĩ trước khi hy sinh. Gia đình của chồng cũng lo, không biết là đến một cái môi trường mới mà đầy những cái hiểm họa như thế, thì là một người phụ nữ từ trước đến nay thì toàn bố mẹ lo cho, chồng lo cho, thì không hiểu là có vượt qua được không. Thì ban đầu thì mọi người đều không có nghe đâu nào. Niềm thương nhớ đọng trong từng ánh mắt, mỗi khát khao sao xuyến mỗi cung đàn. Già ơi, mùa xuân đến trên quê hương bóng. Già ơi. Goodbye until the next time. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy cho một đăng ký kênh ủng hộ và cho em một like để có nhiều động lực làm nhiều video có chất lượng cao cho các bác xem. Và bây giờ em sẽ chuyển sang phần test tính năng AM nhé. Muốn test được AM thì các bác chuyển cái dò sóng, cái tung linh này về phía đầu này. Bởi vì sóng AM thì nó chỉ bắt được có 1-2 sóng thôi. Chiến tranh thì đã lùi xa rất là lâu rồi, nhiều liệt sĩ đã hy sinh rất là lâu, thì rất là mẫu hài cốt liệt sĩ có thể là sẽ không đảm bảo chất lượng để giám định gen, thì chúng ta có cái cách nào khác để có thể xác định được không? Vâng, vừa rồi đó là phần test tính năng phần radio. Con này thì radio thì sở hữu hai giải tần số, đó là AM và FM. Riêng FM trước này thì full 108, bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Đài này thì ngoài tính năng radio cassette ra, các bác có thể chơi được line in, chơi được băng. Đấy. Và bây giờ em sẽ chuyển sang phần test tính năng băng cho các bác nhé. Phần băng cassette thì các bác muốn chơi được băng cassette thì phải ấn nút này để ra cửa băng. Băng thì là cửa, là cửa cơ, cửa hít, vì thế nên ra rất là từ từ. Em đã chuẩn bị sẵn băng đây rồi. Có nhiều bác thì nghe em test băng thì cứ tưởng là em lồng tiếng, nhưng thực ra không phải. Bởi vì khi mình test băng ấy, hoặc là mình sử dụng để mà những cuốn băng để test đài ấy, thì mình nên dùng những cuốn băng nó có chất lượng tốt. Có nhiều bác dùng những cuốn băng từ rất lâu rồi, từ ngày xưa, mà băng của tôi bảo quản tốt lắm nhưng mà bây giờ vẫn dùng được. Nhưng mà nói thật các bác là cái băng để như thế nó sẽ bị mốc, không dùng được. Và bây giờ mời các bác thẩm âm phần cassette. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đấy. Em xin kết thúc phần test tính năng của chiếc đài tại đây. Chiếc đài này thì các bác có thể cắm trực tiếp điện 110V thông qua biến áp. Ngoài ra thì chiếc đài này có khả năng cắm được cả cái nguồn ngoài 12V để cắm trực tiếp điện 220. Bởi vì phía ngoài, phía cổng này thì nó có cả cổng chân cắm này, rất tiện lợi. Bởi vì sản phẩm của Thế Giới Đài bán ra thì cũng khi mua cũng như là khi lựa chọn sản phẩm bán, em cũng cố gắng lựa chọn những sản phẩm nó tích hợp được nhiều những cái đa năng, đa dụng để các bác dùng cho nó dễ. Và chiếc đài này thì theo em đánh giá về hình thức của nó phải còn trên 90%. Đấy. Hình thức rất là đẹp, các bác nhìn hình ảnh biết. Xin kết thúc video test và giới thiệu chiếc đài tại đây. Công khai giá bán mức là giá là 3.800.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Và một tuần liên tiếp em sẽ bán mức giá không lợi nhuận để phục vụ cho các bác nhân dịp năm mới. Xin kính chúc toàn thể các bác yêu quý đài trên toàn quốc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.